tôi đã có mặt dưới chân núi Châu Thới để bắt đầu chinh phục 220 bậc tam cấp để lên với đỉnh núi là có chùa Châu Thới. Và đây là con đường chúng tôi đang đi lên qua cái khu vườn chùa. Bên cạnh đó là cái hầm khai thác đá Châu Thới tạo thành cái hồ